Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Event, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 9 tháng 11, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một thông tin mang hơi hướng của nghệ thuật tác chiến hải quân của quân đội ta với một mục tiêu rõ ràng. Thông thường, lâu nay, chúng ta thường chỉ nói với nhau về vũ khí trang bị của hải quân, nổi bật là tàu chiến, rồi các loại vũ khí trên hạm, nhất là tên lửa hành trình chống hạm. Thực ra, như đã từng chia sẻ nhiều lần với các bạn, vũ khí chỉ là một phần của câu chuyện, còn cách đánh mới là điều quan trọng, là một trong những mấu chốt để giành chiến thắng. Tác chiến hải quân nói riêng và chiến thuật chiến đấu nói chung không thể cứ lấy câu chuyện tầm bắn ai xa hơn, vũ khí ai mạnh hơn để mà khẳng định rằng chắc chắn là sẽ thắng lợi. Nói như vậy thì nhà nước Israel ngay từ đầu thập niên 60 có thể đứng trước sự diệt vong khi Liên minh Ả Rập chiếm ưu thế hoàn toàn về vũ khí, trang bị, số lượng và chủng loại. Nói như vậy thì đã không có chuyện nước Mỹ chịu cuốn cờ rời khỏi Việt Nam năm 1973 khi mà xét về tính năng vũ khí, số lượng vũ khí, quân đội nhân dân Việt Nam chưa bao giờ chiếm ưu thế trước quân đội Mỹ trong suốt 21 năm chiến tranh. Thế mới nói, vũ khí chỉ là số 2, còn con người mới là số 1. Từ con người sẽ sinh ra cách đánh, chiến thuật sử dụng nhằm khai thác tối đa tính năng vũ khí, có thế mới mong giành được thắng lợi hoàn toàn. Với Hải quân Việt Nam hiện nay, chúng ta vẫn thường nói với nhau về tàu chiến ta nhỏ, rồi tầm bắn tên lửa hành trình của ta kém hơn của Trung Quốc chẳng hạn. Thực ra, ta đang so sánh rất cơ bản, còn trong tác chiến thực thụ, người ta không nói về chuyện đó đầu tiên. Mà tư liệu thú vị ngày hôm nay mà chúng tôi thu thập được sẽ cho các bạn một góc nhìn khác về kịch bản tổ chức tác chiến nhóm tàu tên lửa Hải quân Việt Nam trong nhiệm vụ tấn công nhóm tàu đổ bộ đường biển của địch. Sau đây là nội dung chi tiết bài viết, một số biện pháp chống trinh sát vệ tinh cho nhóm đột kích tàu tên lửa tiến công nhóm tàu đổ bộ của địch trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của tác giả Thượng tá Đỗ Xuân Thịnh, khoa tên lửa pháo binh, Học viện Hải quân thực hiện, được đăng tải trên tạp chí Khoa học và Huấn luyện Hải quân. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai, nếu xảy ra, địch sẽ tổ chức tiến công cả trên không, trên bộ và trên biển. Trong đó, hướng biển được xác định là hướng tiến công quan trọng và tác chiến đổ bộ đường biển được chúng sử dụng rộng rãi với nhiều quy mô khác nhau làm bàn đạp đánh chiếm các mục tiêu chiến lược quan trọng trên bờ. Thực tiễn các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, thắng lợi của tác chiến đổ bộ đường biển phụ thuộc rất lớn vào trinh sát mục tiêu khu vực đổ bộ nhằm thu thập đầy đủ tin tức về đối phương. Khi tiến hành đổ bộ đường biển xâm lược nước ta, địch sẽ tổ chức trinh sát liên tục trên mọi môi trường bằng nhiều lực lượng và phương tiện khác nhau. Địch sẽ sử dụng cả trinh sát vệ tinh để tập trung xác định thế trận, đội hình chiến đấu của các lực lượng đột kích mạnh của hải quân ta như nhóm đột kích tàu tên lửa, các phân đội tên lửa bờ để tấn công tiêu diệt. Trinh sát vệ tinh là hoạt động trinh sát được tiến hành thông qua các thiết bị kỹ thuật gắn trên vệ tinh để thu thập các dữ liệu, thông tin, hình ảnh, đặc tính của đối tượng quan sát nhằm phục vụ cho mục đích quân sự. Sử dụng vệ tinh trinh sát là phương thức trinh sát tiên tiến nhất hiện nay do trinh sát bằng vệ tinh có những ưu điểm vượt trội. Chiến tranh Trung Đông nổ ra vào tháng 8 năm 1990 khi Iraq xâm lược và chiếm đóng Kuwait. Tuy nhiên, ngay từ cuối tháng 7, quân đội Mỹ đã sử dụng vệ tinh viễn thám để trinh sát khu vực vùng vịnh. Các vệ tinh đó đã cung cấp tin tức tình báo về việc quân đội Iraq tập kết tại biên giới Kuwait. Nhờ đó, các đòn tập kích hỏa lực của Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991 đã đem lại hiệu quả rất cao. Ở đây, xin ngắt lời tác giả một chút để cung cấp thêm một ví dụ mới nhất về vai trò của vệ tinh trinh sát trong chiến tranh. Một ví dụ điển hình mới đây nhất là cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, ảnh vệ tinh đã được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ quân đội Ukraine đáp trả các đòn tấn công của Nga. Mà theo một số đánh giá, chính phủ Mỹ và nhiều công ty vệ tinh tư nhân đã bí mật chia sẻ dữ liệu thông tin tình báo giúp Ukraine nhiều lần gây thiệt hại lớn cho phía Nga. Ví dụ, trước khi xảy ra xung đột, hãng công nghệ Masa Technology của Mỹ đã theo dõi việc tập hợp lực lượng của Nga tại khu vực biên giới với Ukraine cũng như trên hướng Belarus, là cơ sở để Mỹ và đồng minh liên tục cảnh báo nguy cơ Nga mở chiến dịch tấn công Ukraine. Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, cũng chính công ty vệ tinh tư nhân Masa đã phát hiện và theo dõi hoạt động bất thường của đoàn xe quân sự dài 64 km bao vây Kiev, cũng như xác định thiệt hại của máy bay vận tải lớn nhất hành tinh AN-225 rồi vụ nổ căn cứ Saki vào ngày 9 tháng 8 năm 2022, vụ nổ cầu Crimea ngày 8 tháng 10 năm 2022, dấu vết hỏa hoạn gần máy bay ném bom Tu-22 tại căn cứ Zaizan, chiến hào dài 70 km của Nga ở tỉnh Zaporizhia ngày 11 tháng 4 năm 2023, rồi vụ nổ UAV trên mái vòm điện Kremlin tháng 5 năm 2023. Mới đây, ảnh vệ tinh của Mỹ đã góp phần xác định các thiệt hại của hạm đội biển đen Hải quân Nga sau khi Ukraine tiến hành tập kích bằng tên lửa hành trình Storm Shadow. Có thể nói, trinh sát vệ tinh đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong các cuộc chiến tranh hiện đại.
Trở lại với câu chuyện ở Việt Nam, trong tác chiến chống đổ bộ đường biển, để chống địch tiến hành trinh sát bằng vệ tinh và tiến công hỏa lực, nhóm đột kích tàu tên lửa cần tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp cả về kỹ thuật và chiến thuật, trong đó cần chú trọng một số biện pháp chủ yếu như sau. Thứ nhất, tổ chức tốt các biện pháp ngụy trang, nghi binh. Đối tượng tác chiến có ưu thế vượt trội về các phương tiện trinh sát vệ tinh trong khi hoạt động chiến đấu của nhóm đột kích tàu tên lửa với điều kiện chiến trường chống trải. Đội hình chiến đấu nhiều bộ phận, lực lượng bố trí phân tán nằm trong phạm vi trinh sát phát hiện và tiến công của địch. Vì vậy, công tác ngụy trang, nghi binh nhằm giữ bí mật lực lượng cũng như hành động của từng tàu, từng tốt chiến thuật thuộc nhóm đột kích tàu tên lửa là hết sức quan trọng. Để thực hiện được điều đó, trước hết cần ngụy trang cho từng tàu trong nhóm đột kích nhằm giảm tối đa diện tích phản xạ hiệu dụng, tránh được khả năng địch phát hiện và tiến công tiêu diệt. Ngay từ khi ở khu sơ tán, tức là khu tập trung bí mật, khu chờ thời cơ tập kích để bảo vệ các tàu trước các phương tiện trinh sát vệ tinh và giảm hiệu quả sát thương của vũ khí trinh sát cao, cần phải tận dụng tối đa khả năng che giấu và ngụy trang của điều kiện tự nhiên, thế thiên hiểm của địa hình, các khu trú đậu và điểm dân cư để bố trí các tàu sao cho phù hợp. Khi các tàu cơ động, dấu hiệu bộc lộ phổ biến là tạo ra bức xạ vô tuyến, vì thế để che giấu chúng, cần phải sử dụng các tấm phủ tán xạ vô tuyến, hấp thụ vô tuyến, phản xạ nhiệt, các tấm chắn, tấm gây nhiễu, cành cây. Thông qua thực nghiệm của quân đội một số nước đã cho thấy rằng, khi sử dụng các tấm ngụy trang có lớp phủ tán xạ vô tuyến sẽ giảm xác suất phát hiện mục tiêu bằng phương tiện trinh sát radar trên chiến trường chống trải xuống khoảng 2 lần. Các tấm phủ phản xạ nhiệt giảm xác suất phát hiện phương tiện chiến đấu bằng phương tiện trinh sát tầm nhiệt xuống 3 lần. Một biện pháp ngụy trang nữa cũng có hiệu quả cao và đặc biệt dễ thực hiện, đó là sử dụng khói ngụy trang. Đây là một biện pháp kinh tế nhưng hiệu quả cao trong phòng chống các khí tải trinh sát laser, hồng ngoại và 6mm. Khói ngụy trang có thể làm giảm tỷ lệ phát hiện các lực lượng ta, làm cho địch mất thông tin, giảm hiệu quả của thiết bị dẫn đường, hệ thống ngắm của vũ khí, giảm khả năng trinh sát trên không. Tất nhiên, để chống khả năng trinh sát vệ tinh của địch, nếu chỉ tổ chức các hoạt động ngụy trang không thôi là chưa đủ, bởi các loại lưới phủ, cành cây hoặc màn khói vẫn khó qua được các hệ thống trinh sát tối tân của các cường quốc quân sự. Nhóm đột kích tàu tên lửa cần phát huy tối đa tác dụng của biện pháp nghi binh. Nghi binh cho tàu chiến được tiến hành bằng việc tạo các mô hình giả, trận địa giả, làm phân tán các lực lượng trinh sát tiến công của địch, làm cho khả năng phân tích, phán đoán của chúng không chuẩn xác, từ đó làm tiêu hao lực lượng và làm cho chúng không dám triển khai các bước tiếp theo. Để tiến hành nghi binh hiệu quả, cần tận dụng các tàu cũ, kể cả tàu dân sự, các tàu đã bị loại biên chế để tạo giả. Cũng như kết hợp sử dụng các phương pháp khác như mô hình bơm hơi cao su có hình thù giống với tàu chiến, kết hợp sử dụng các loại mồi nhử để đánh lừa các phương tiện trinh sát của đối phương. Về các loại mồi nhử tạo giả, khiến đối phương nhận nhầm có loại được làm từ các vật liệu như cao su, composite, khi cần sẽ bơm khí vào để trở thành tàu chiến đấu như thật. Loại này khi chưa cần sử dụng có thể cuộn ép lại, thuận tiện cho việc cất giữ, vận chuyển. Ngoài ra, có thể thiết kế mục tiêu giả, dạng lắp ghép. Bài học kinh nghiệm từ chiến tranh Nam Tư năm 1999 cho thấy, quân đội Nam Tư sử dụng các khí tải mô phỏng, xe dân dụng, vũ khí trang bị đã bị loại biên chế, kết hợp với thiết bị tạo nhiệt, mô phỏng thực để thiết kế các trận địa tên lửa phòng không, khu vực tập kết lực lượng. Họ dùng vật liệu nhẹ để làm khung sườn, sau đó dùng ni lông, giấy làm vỏ áo, cuối cùng quét phủ màu sơn phù hợp khiến các loại vũ khí giả trông như thật, rất là sinh động. Cách làm này đôi khi còn hiệu quả hơn cả mô hình bơm hơi. Cuộc chiến Ukraine vừa qua cho thấy dưới ống kính của UAV tầm thấp, các mô hình bơm hơi rất dễ bị lộ diện. Do đó, quân đội Ukraine còn phát triển các mô hình lắp ghép với kích thước thật để đánh lừa các hệ thống trinh sát của Nga. Biện pháp thứ hai là tổ chức cơ động lực lượng đối phó hiệu quả với hoạt động trinh sát của đối phương. Cùng với hoạt động ngụy trang, nghi binh cho nhóm đột kích tàu tên lửa, cần tổ chức cơ động lực lượng linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn và tình huống chiến đấu. Ngụy trang, nghi binh và cơ động có mối quan hệ mật thiết, biện chứng với nhau. Ngụy trang nghi binh khéo léo giúp cho cơ động triển khai công kích của nhóm tàu đột kích tàu tên lửa không bị vệ tinh trinh sát phát hiện. Ngược lại, cơ động linh hoạt, hợp lý làm tăng hiệu quả của ngụy trang, nghi binh, giúp tăng khả năng bảo toàn lực lượng của nhóm đột kích. Thực tế cho thấy, nếu không tổ chức cơ động lực lượng hợp lý thì dù ta có ngụy trang nghi binh tài tình đến như thế nào thì việc bị đối phương phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, tổ chức tốt cơ động lực lượng kết hợp với các biện pháp ngụy trang, nghi binh cho nhóm đột kích tàu tên lửa sẽ nâng cao hiệu quả phòng chống địch bằng trinh sát vệ tinh. Để tổ chức cơ động nhóm đột kích tàu tên lửa góp phần nâng cao khả năng chống trinh sát của địch, trước hết cần làm tốt công tác chuẩn bị các khu sơ tán, khu đợi thời cơ phù hợp. Bên cạnh đó, cần xác định rõ các phương án cơ động từ khu sơ tán đến khu đợi thời cơ hay từ các khu chờ đợi chính tới các khu chờ đợi dự phòng.
Trong từng phương án, phải tính đến khả năng lực lượng, phương tiện bị tiêu hao, hỏng hóc cũng như tình huống phải thay đổi phương án tác chiến. Ngoài ra, trong từng tình huống chiến đấu cụ thể, cần xác định được thời cơ cơ động phù hợp. Việc chọn đúng thời cơ sẽ là một biện pháp chống địch trinh sát phát hiện, bảo toàn lực lượng. Do chiến trường trên biển tương đối trống trải, để giảm thiểu những bất lợi do địa hình gây ra, nên chọn thời điểm cơ động vào ban đêm, sẵn sàng cơ động lực lượng trong điều kiện thời tiết phức tạp. Trường hợp phải cơ động ban ngày, cần phải kết hợp chặt chẽ giữa cơ động và công tác ngụy trang, nghi binh như xây dựng các khu sơ tán, khu đợi thời cơ giả để nâng cao hiệu quả che giấu lực lượng. Trên đường cơ động còn phải tổ chức lực lượng phòng không, lực lượng cứu kéo và sửa chữa. Biện pháp thứ ba đó là nâng cao chất lượng công tác huấn luyện cho bộ đội trong chống địch trinh sát bằng vệ tinh. Kinh nghiệm cho thấy, huấn luyện càng sát với thực tiễn chiến đấu thì hiệu quả chiến đấu càng cao. Trong quá trình huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ của nhóm đột kích tàu tên lửa chống địch trinh sát vệ tinh, trước hết cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo về ngụy trang, nghi binh. Cần tập trung bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ của người chỉ huy và cơ quan tham mưu trong việc tổ chức ngụy trang nghi binh, bảo đảm cho bộ đội biết vận dụng linh hoạt, khéo léo các hình thức, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật để tiến hành ngụy trang, nghi binh phù hợp với tổ chức và vũ khí trang bị trong biên chế. Nội dung huấn luyện về ngụy trang, nghi binh phải toàn diện, từ việc làm chủ trang bị khí tài đến thành thục công tác tổ chức ngụy trang nghi binh trong thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Ngoài ra, cần thường xuyên tổ chức huấn luyện, luyện tập cơ động lực lượng theo các phương án đã được dự kiến từ thời bình. Nội dung huấn luyện phải toàn diện cả về kỹ thuật, chiến thuật, rèn luyện sức khỏe nhằm làm cho bộ đội thích ứng với điều kiện khó khăn, ác liệt của môi trường chiến đấu trên biển, cơ động lực lượng trong mọi điều kiện thời tiết, ngày và đêm. Quá trình huấn luyện, luyện tập cơ động phải thực hiện tốt nguyên tắc từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện cơ động lực lượng của nhóm đột kích tàu tên lửa, tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nội dung, kế hoạch, đổi mới phương pháp huấn luyện sát thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu. Tiến công nhóm tàu đổ bộ của địch trong điều kiện địch có ưu thế hơn ta về nhiều mặt là một trong những nhiệm vụ hết sức khó khăn của nhóm đột kích tàu tên lửa. Trước khả năng địch sử dụng các phương pháp trinh sát vệ tinh với độ chính xác cao nhằm phát hiện và chỉ thị mục tiêu cho các lực lượng khác tiến công tiêu diệt thì bảo toàn được lực lượng là một trong những nhiệm vụ sống còn của nhóm đột kích tàu tên lửa. Vì vậy, người chỉ huy của nhóm đột kích tàu tên lửa cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các biện pháp ngụy trang, nghi binh, tổ chức cơ động lực lượng theo các phương án chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện cho bộ đội nhằm đối phó hiệu quả hoạt động trinh sát vệ tinh của địch, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bài viết của đồng chí Đỗ Xuân Thịnh kết thúc tại đây. Như vậy, chúng ta vừa nghe xong một số vấn đề về biện pháp bảo vệ tàu tên lửa trước hệ thống trinh sát vũ trụ của đối phương trên đường hành quân đột kích tiêu diệt nhóm tàu đổ bộ. Các bạn cảm thấy thế nào? Có suy nghĩ gì? Hãy chia sẻ với chúng tôi. Thực ra, những gì mà các bạn vừa nghe chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể một chiến dịch hải quân. Ví dụ như, trước hết phải là công tác chuẩn bị lực lượng, thành phần lực lượng, rồi công tác hậu cần đảm bảo chiến đấu. Tiếp đó mới tới phần bảo vệ đội hình hành quân. Sau đó sẽ là làm như thế nào để vượt qua nhóm tàu hộ tống bảo vệ tàu đổ bộ, làm thế nào để đánh trả hiệu quả các đòn tấn công của đối phương rất là nhiều khề. Nhưng có lẽ đó là những vấn đề không nên biết quá nhiều, đó mới gọi là bí mật quân sự đấy các bạn. Vũ khí trang bị thì hầu như trong một thế giới mở ngày nay, các tàu chiến to lớn như thế không thể giấu được. Cái mà người ta cần bí mật chính là cách đánh, chiến thuật tấn công. Dĩ nhiên, câu chuyện hôm nay là một thông tin mở, được phép công khai để người bên ngoài thấy rằng chiến tranh nào phải trò chơi. Không phải dễ dàng để chiến thắng bất cứ ai, kể cả các đối tượng tác chiến được nhận định là kém hơn ta.